Hello, chào bạn, một ngày mới thật vui vẻ. Nay lại tiếp tục bẫy rắn nhau ạ. Lại tiếp tục đi thăm bẫy rắn. Mình tranh thủ nhau ạ. Lắng ngày xong kiếm được cái gì à? Đây nha bạn, cái đầu tiên buồn còn hồng màng, có một con nha bạn, có một con hồng màng. Các bạn thông cảm nha, máy quay mình bị lạt nha các bạn, các bạn thông cảm cho mình chút. Đây nha bạn, đấy, chờ mình chút nha bạn, để mình bắt nha bạn. Sợ nha, mình đi mình vội, mình đi luôn, mình vội, mình không cầm cây. Mắt này rất sợ nha các bạn, ai cũng phải hút loại này luôn. Mình đi mình vội, mình không cầm cây nha các bạn. Cái đầu nha, sợ nhất cái đầu, đầu rất sợ luôn. Con này bắt hơi mất việc, mình còn phải đi nhiều chỗ nha bạn, chứ không phải là một chỗ. Các bạn chờ mình chút nha. Không ra nhá, sợ nó cứ chui trên. Toát hết cả mồ hôi nhá. Cứ chui trên này. Giữa bãi này không có cái cây nào nha các bạn, mình đi mình vội quá mình quên. Rồi cắt được ra rồi, cái người ấy ra nha các bạn, người ta như đầu kia ra. Còn quá lì nha bạn. Dài nha bạn. Dài luôn. Dài. Mắc này không? Của mang nha.
Con đầu tiên nhé các bạn. Rồi giờ sẽ cho cóc vào cái lồng này xong rồi đến địa điểm tiếp mình quay đầu ăn xem. Cái tiếp theo nhé các bạn. Cái này được hay không được thì cũng chuẩn đi nhé các bạn. Để đây một mình né lòi nhé. Mình sẽ chuyển nó đi. Buôn rắn gì ạ. Con gì đó các bạn. Trâu các bạn. Trâu các bạn ơi. Trâu. Trâu bé quá nha các bạn. Trâu. Đi ra ngoài đây mình bắt cho bạn xem. Nhỏ. Nhỏ nha. Trâu nhỏ. Rồi mình sẽ cho cái lồng này đi nha các bạn. Mình sẽ bắt cho các bạn xem nhé. Được hay không được là cho ra xe nha các bạn. Đó nha bạn. Nó làm đổ mất điện thoại. Đây nha bạn. Nột sang nha bạn. Nó làm đổ điện thoại. Các bạn thông cảm cho mình nha. Đây nột sang. Mình bắt. Bắt. Giờ mình sẽ cho trong túi nha bạn. Cho trong túi đi tiếp nha bạn. Tiếp theo nha bạn. Cái tiếp theo. Mình vừa làm vừa quay nó rất vất vả nha bạn. Mong các bạn thông cảm giúp nha. Đi làm có mình nha các bạn, không ai chứng tác cả. Như được thì mong các bạn xem thông cảm giúp mình. Cái này không được nha các bạn. Cái này không được. Nó hơi nấp, các bạn xem thông cảm giúp nha. Rồi đến địa điểm tiếp mình quay cho các bạn xem. Địa điểm này mình đánh 3 cái. Tiếp theo nha các bạn. Này không được, cái này không có nha bạn. Chắc là không có. Chẳng như giỏi. Rồi còn một cái ở địa điểm này nữa, mình quay cho các bạn xem. Xem nốt ra các bạn, để đến địa điểm tiếp. Khả năng mất lòng nha các bạn. Chắc chắn không mất lòng à. Mình đánh đằng trong kia. Không mất nha các bạn. Nhưng mình để tìm núi vào đó. Để mình tìm lối vào nha các bạn. Chắc mình đi ra ngoài, đi ra ngoài rồi. Ra ngoài nha các bạn. Kia không có lối vào. Đây rất nhiều trâu. Mình đánh may thì mới gặp rồi. Rồi không may thì không gặp. May quá không mất. Chậm quá. Chậm quá nha. Không được nha các bạn. Ba cái địa điểm này không được một cái nào luôn. Như giỏi. Giờ mình đến địa điểm tiếp mình quay cho các bạn xem nhé. Nha các bạn. Mình bắt này. Đây. Cho các bạn xem này. Mình vô tay được con nha. Nó cuốn hết ở tay mình nha các bạn. Lắng quá hôm nay lắng. Mình ướt hết áo nha các bạn. Cuốn tay mình vô nha. Mình vô được. Bắt tay. Bây giờ nó mưa xuống rồi, nó nắng rất nhiều rắn ra nha các bạn. Các bạn nhớ con đầu trâu nãy không? Mình bán rồi, mình bán con đấy được 150 nha các bạn. Đây. Cho bạn xem cuốn. Rồi bây giờ còn hai cái lồng nữa thăm tiếp nha các bạn. Nốt hai lồng này nữa là mình về. Kết quả là hôm nay là được một con hổ mang này. Còn hai cái lồng kia chưa chắc là được vì hôm trước mình nghe rồi không được nha. Con hổ mang mới được hai con. Bắt được một con vào lồng với một con vô tay nha các bạn là ba con. Giờ mình sẽ cho vào bao túi này nha các bạn.
Rồi thế cho vào túi này. Còn một con lúc nãy bé thì mình bán rồi. Cho vào đây thì để mình nguồn về. Lắng rồi, lắng, lắng lắm rồi. Cuốn chặt qua nhau rồi. Cuốn quá chặt. Chả biết nó thít kiểu gì. Thế là được 3 con. Vẫn cứ thít nha các bạn. Con kia mình bán được 150 các bạn ạ. Loại rẻ lắm. Con này mình về ngâm bình nha các bạn. Bạn nào mua bình rượu về mình bán rồi nhá. Mình có 2 bình, uống được rồi. Uống được rồi nha các bạn. Hai cái này chả biết là lắng hôm nay có được, như hôm trước mình đi bắt ếch mình nghe là không được nha các bạn. Đây để thế đã được 3 con. Xem nốt xem có được không. Còn vẻ lắng lắm rồi nha các bạn. Đây ngay đây. Gần gần ngay đây nha các bạn. Lắng quá. Ui lại ổ màng nha các bạn. Ui hôm trước mình nghe không được nha các bạn. Thật kỳ lạ luôn. Có mỗi trưa này nha các bạn. Các bạn thông cảm nha, mình lật máy nha. Lật máy các bạn thông cảm. Đây. Có mỗi trưa này tự ra nha các bạn đây. Úi giời. Hụt qua nha các bạn. Hụt qua. Đấy phì ra nha các bạn. Ôi sợ luôn. Đấy. Ui, con này to quá nha các bạn. Để mình dừng máy một chút nha. Mình dừng máy một chút. Các bạn ơi. Đây. Tò qua bạn sao lại có trứng đẻ ở trong lòng, đẻ trong lòng nha các bạn. Đây hồ mang đẻ trong lòng luôn, đúng lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất trong đời nha các bạn. Rắn nẻ đẻ trong lòng này. Rồi mình sẽ đến mấy kia mình bắt cho bạn xem nhá. Đây nha các bạn, nó vướng này không, mình bắt cho bạn xem đấy, đấy, đấy. Quả trứng rất to nha các bạn, trứng hồ mang rất to, đúng lần lần đầu tiên nha các bạn, lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất mình lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất là mình được chiêm ngưỡng rắn đẻ trong lòng. Còn mình bắt thì nhiều lắm rồi nhưng mà chưa gặp lần nào á. Nó như là này bạn, mình cho các bạn xem trứng nha. Rắn độc thì phải bắt cẩn thận nha các bạn, nó loại này nó nguy hiểm lắm, cho nên muốn bắt hay nào bắt cẩn thận, hú lắm, thật cẩn thận, nó trả được bao nhiêu nhỡ tí nha các bạn, không ai muốn đâu nhưng mà nó nhỡ tí. Chưa được nha bạn. Trước mình nghe còn gì, có mỗi trưa này lắng lại là có này. Qua. Cứ giúp rồi. Có vào nha các bạn. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đấy nó đang bắt đầu ra rồi. Lần đầu tiên đoạn mình bắt cho bạn xem quả trứng. Dài nha. Nói chung là rắn đầu nào phải bắt phải nhìn kỹ. Rồi ra rồi, ok. Ui giời, sợ quá. May về đến đây tại được con nha các bạn. Hôm mình vừa đi sợ ở dùng chung mình nghe chả gì, vừa thấy con là gặp ngư ngay rồi. Thế mà hôm nay cách co chừa này lại có ngày nào
trứng rắn nha bạn, trứng trứng rắn nha bạn. Các bạn có ai được nhìn trứng rắn chưa? Đấy, trứng rắn này rất to nha bạn, nhìn như trứng hồ châu ạ. Rồi ok, mình sẽ thả cá vào cái lồng này để đặt tiếp, để một cái tiếp theo nha bạn, cuối cùng nha bạn. Đây là cái các bạn, ngạc nhiên này các bạn, lồng của mình kiểu gì này. Rồi lồng của mình không biết là kiểu gì, lật lanh tanh bành nha các bạn. Ủa, chết rồi các bạn ơi, chết rồi, mình bị mất rồi. Đây các bạn, các bạn nhìn đấy, cóc thì vẫn còn, mà đây các bạn nhìn siêu vẹo thế ra nha các bạn. Nó trống này, trống trống này, trống hòm này đấy, nó trống hết hết trên trên nhé. Ủa, mình ngạc nhiên. Mình sẽ cái này, cái cuối cùng mình sẽ đặt lại và mình về rồi. Video đến đây là kết thúc các bạn. Hẹn các bạn những video bẫy rắn tiếp. Mình còn mấy chục cái nữa, như mà hôm nay đến đây mình mệt lắm rồi. Mình xin chào các bạn, hẹn các bạn những clip tiếp theo. Mình xin chào nha.